Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Tân Dậu, tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ canh dần từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc thanh long giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thạch lưu mộc, ngày tân dậu, tức can chi tương đồng, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thạch lưu mộc, kỵ tuổi, ất mão, kỵ mão, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Dậu lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục, xung với mão hình Dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Vài tuổi xung khác trong ngày tuổi quý mão kỵ mão ất sửu ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức hợp, tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức hợp, tốt mọi việc, Kỵ Tố Tùng, sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Địa Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Kim Đường Hoàng đạo, tốt mọi việc, sao Ngũ Hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao Thiên lại, xấu mọi việc. Sau nguyệt hỏa, 6 đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp Sau nguyệt kín chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ Sau địa tài chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ Sau phụ đầu rát, kỵ khởi công, động thổ Sau độc hỏa, 6 đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp Về hướng xuất hành tốt trong ngày Hỷ thần, hướng Tây Nam, Tài thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem từ tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang có điểm báo gặp cục diện ngộ hành tương phá, cho nên con đường tình duyên của bạn không được vượng sắc cho lắm. Bạn mệnh tuổi Tý khó lòng được như ý trong chuyện tình cảm khi hết lần này tới lần khác bị cản trở nhá. Và với bạn tuổi Tý á, dù bạn là người khá lanh lợi, nên sẽ nhanh chóng tìm ra được cách giải quyết có điều trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tí bạn vẫn còn hoang mang trước những thử thách nên có lẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa đồng nghĩa với việc hôm nay bạn vẫn ủ dột vì cái chuyện này bạn tuổi tí nhé trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tí bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan giáng họa cái điều này cho thấy với bạn tuổi tí cần phải thận trọng trong khi tìm người hợp tác kinh doanh buôn bán có thể bạn sẽ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt tiền bạc không dễ kiếm được vì thế cũng đừng cho để mất mát một cách dễ dàng bản tuổi tí nhé. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim thận trọng khi bàn tính chuyện kinh doanh tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tình cảm có nhiều trở ngại dễ bị gây khó dễ tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đường tình trắc trở chưa tìm được tình yêu tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cẩn thận mất tiền hao của mệt mỏi đầu óc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng vội bùa cuộc khi chưa thực sự cố gắng về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tị dậu Sửu phù trợ. Cho nên với bạn tuổi Sửu, bạn đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn trong cái chuyện tình cảm với mình. Tử xỉu, bạn tuổi Sửu, bạn mệnh sẽ đón nhận nhiều tình cảm từ phía nửa kia của mình và bạn hãy thử mở lòng mình để tình yêu mang tới cho bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc nữa bạn tuổi Sửu nhé. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu sẽ có được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Bạn mệnh nắm bắt được thời cơ kinh doanh, thế nên cái chuyện phát tài phát lộc trong ngày hôm nay không có gì là xa vời với bạn cả. Ngày này, đối với những bạn làm ăn kinh doanh, buôn bán, nên tập trung để không bỏ lỡ cơ hội trời cho. Không phải ai cũng may mắn nhìn thấy được cơ hội trước mắt khi những người khác thấy lợi cũng lao vào. Lợi thế tin phong, đừng có để chỗ ủng phí bạn tuổi xỉu nhé. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi xỉu, ngày này bạn đang có được báo hiệu xuất hành thì có quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, có tài, có lộc về tay nữa. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, tiền bạc dư dôi, nhờ tài lộc tới. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, tình cảm thăng hoa ngoài mức mong đợi. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, tình yêu đã tới, thì chớ nên từ chối tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ có thể làm giàu từ kinh doanh buôn bán tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc thời cơ hiếm có đừng nên bỏ lỡ về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần đang có điểm báo gia đạo kiếm an in có nhiều vấn đề nảy sinh mà bạn mệnh tuổi dần cứ cố lờ đi coi như nó không tồn tại nhưng sự thật chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên xấu hơn mà thôi bạn tuổi dần nhé. Và với bạn tuổi dần, bạn hãy mạnh mẽ đối diện với hoàn cảnh trước mắt. Đừng có trốn tránh vì bất kỳ lý do nào bởi xung đột không giải quyết kịp thời có thể biến tướng thành những mâu thuẫn nghiêm trọng khó bề mà xử lý nữa đó bạn tuổi dần nhé. Cái con đường tình duyên của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này đối với những bạn đang còn độc thân thì gặp khá nhiều trắc trở dù bạn mệnh đã bày tỏ tình cảm chân thành nhưng đối phương chưa chắc đã đón nhận tình cảm của bạn. Nếu như thực sự muốn theo đuổi thì đừng có nạn trí, chân tình sẽ làm rung động trái tim của người ấy mà tự dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tình cảm không phải lúc nào cũng như ý. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, nên bình tĩnh để tìm cách đối phó. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, hãy mạnh dạn xử lý vấn đề trước mắt. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, đừng trốn tránh chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên biết điểm dừng và bảo vệ cho trái tim mình về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mạo trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi mạo trong ngày hôm nay không được tốt đẹp như bạn nghĩ tình cảm vợ chồng xuất hiện nhiều vết rạn nứt và với bạn tuổi mạo bạn cần phải bình tĩnh để không đánh mất lý trí mà mắc phải hết sai lầm lần này đến sai lầm lần khác với bà tuổi mão bạn biết được thế mạnh của mình là gì nhưng lại chưa nhận định được thiếu sót của bản thân mình nằm ở đâu bạn cứ cho rằng những chuyện không như ý xảy ra là do đối phương chứ không chịu tìm ngọn nguồn vấn đề đó bạn tuổi mão nhé trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mão những bạn đang quản độc thân có những nội niềm riêng của mình dù tình yêu có đi qua thì bạn cũng chẳng quan tâm. Vì thế mà, để lỡ biết bao nhiêu cơ hội chạm tay vào hạnh phúc, chỉ có thể trách mình chứ chẳng thể trách được ai đó bạn tuổi mão nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, tình cảm không thể nào đoán định được mà phải cảm nhận tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa đừng để cho những suy đoán của mình làm mọi chuyện rối tung tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ cần biết thiếu sót của bản thân mình nằm ở đâu tử vi tuổi tân mão thuộc mộc đừng vội bùa cuộc khi còn chưa thực sự bắt đầu tử vi tuổi quý mão thuộc kim nên học cách để quên đi những điều đau khổ về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Thìn Dậu Nhị hợp, cho nên với bạn tuổi Thìn, đây là thời điểm mà bạn sẽ đón nhận những tin vui về con đường tình cảm với mình. Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, rất có thể sẽ gặp gỡ được nhiều đối tượng khác giới trong ngày hôm nay. Bạn có thể nảy sinh tình cảm với một trong số những người đó và bạn băn khoăn về tình cảm của mình có thể sẽ có một cú hích đưa hai người tới gần với nhau nữa đó bà tử thìn nhé. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, những người đã có gia đình rồi thì đơn giản có được một ngày tất cả mọi thành viên phần lớn dành thời gian cho nhau và bạn tuổi thìn, bạn không quá quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa đừng để cho mình lỡ mất tình yêu. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hãy thoải mái đón nhận tình cảm. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc ngày tình yêu thăng hoa rực rỡ. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim có được người mình yêu trong tay. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy đừng để tình tình yêu trôi qua trong vô vọng về đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi than Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ ạ. Chua chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ bạn khá bận rộn khi nhiều chuyện bất ngờ xảy ra với bạn trong ngày hôm nay. Ngày này với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu xỉu nâng đỡ cho cái vận trình của bạn bạn sẽ tháo gỡ được những nút thắt giữa hai người khi mà có những mâu thuẫn đã ở đó từ rất lâu nữa bạn tuổi tỵ nhé và với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn tuổi tỵ đang nén lại những nỗi lo lắng khi mà tiền bạc của mình trong túi cứ thế cạn kiệt đi bạn mệnh đang gặp khủng hoảng trong chuyện quản lý về tài chính không thể giữ được tiền trong tay của mình nữa nhé và với bà tuổi tỵ có thể bạn đang phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, khó có thể cứu vãn bởi bạn đang quá đam mê vào những thú vui phù phím. bản mệnh cần phải cân nhắc lại những quyết định của mình bạn tuổi tỵ nhé. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ đừng để cho ham muốn của mình dẫn dắt đến sai lầm. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nên chấp lấy cơ hội thay đổi vận mệnh. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc có nhiều chuyện không thể nào không diễn ra tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim bạn nên cân nhắc với những quyết định của mình tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy hãy tận hưởng tình yêu ngay khi có được về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày có tỷ kim xuất hiện cái điều này cho thấy với bà tuổi ngọ kiểm soát tốt cảm xúc của mình không để nó ảnh hưởng tới những quyết định quan trọng của bản thân mình trong ngày hôm nay ít nhất thì điều đó cũng giúp cho bạn không mất tiền một cách vô ích bạn tuổi ngọ nhé ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ bạn cũng đang gặp ngày có kim hỏa tương xung, cái điều này cho thấy bạn đang có điểm báo có những rắc rối bủa vây khiến cho bạn tuổi ngọ muốn buông bỏ tất cả tình yêu bao lâu nay chẳng thể nào làm chỗ dựa cho những bạn tuổi ngọ khi đối phương chẳng hề tỏa ra tin tự ở bạn nữa. Và bạn tuổi ngọ, bạn cũng gặp khó khăn trong việc kết nối tình cảm với người thân trong gia đình ngày hôm nay. Bạn không hiểu được những điều mọi người mong muốn ở mình là gì và thường làm theo những điều mình mong muốn nữa đó nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim bạn cần phải cân nhắc để không phạm sai lầm. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nên biết dừng lại trước khi quá muộn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tình cảm không thể gượng ép. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, hãy cho mình thêm một lối thoát. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc thử học cách lắng nghe trước khi đổ lỗi. Vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mùi, chua chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này sẽ đón được thực thần ghé thăm cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi mùi có được nguồn thu nhập dồi dào và bản mệnh tuổi mùi không cần phải quá nỗ lực bởi tiền bạc sẽ tự tay chạy tới với bạn mà thôi cái chuyện kinh doanh, buôn bán của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay tiến tí triển khá chi là thuận lợi. Bạn không nên mất tập trung vào những việc không liên quan để cho mình mất nhiều thời gian vô ích. Trong khi thời gian đó là có giới hạn khiến cho bạn kiếm được bộn tiền đó bạn tuổi mùi nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bà tuổi mùi lại rất chi là tốt đẹp. Tình cảm gia đình trở nên khang khít hơn cho dù rõ ràng là thời gian dành cho những người thân yêu của mình ngày càng trở nên hạn hẹp hơn. Và bà tuổi mùi, bạn thật may mắn khi có được những người yêu thương mình đến như vậy đó nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, gia đình bền vững, nhờ biết gắn kết tình cảm tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy kinh doanh phát đạt tiền bạc được dồi dào tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa phát tài phát lộc nhanh chóng nhờ biết nắm bắt thời cơ tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ ai cũng có những khoảng thời gian để tận hưởng cuộc sống tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc may mắn ngập tràn trong niềm hạnh phúc hân hoan và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thân đó, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài xuất hiện. Cho nên với bà tuổi thân sẽ có được nguồn thu nhập khá chi là dồi dào từ công việc chính của mình trong ngày hôm nay. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy với bà tuổi thân đang đi đúng đường, đúng hướng, theo đúng mục tiêu nữa rồi nhé. Và với bà tuổi thân, tiền bạc không phải là thứ mà bạn luôn theo đuổi, nhưng rõ ràng nhờ nó mà cuộc sống của bạn trở nên dễ thở hơn rất chi là nhiều. Và với bà tuổi thân, bạn biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và khai thác được cái điều đó nữa rồi nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay. Bạn mạnh tuổi thân có thể mắc phải những cái bệnh liên quan tới đường hô hấp. Bạn cần phải lưu ý dự ấm cho mình khi thời, thời tiết trở lại nữa bạn tuổi thân nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn đang có được báo hiệu có nhiều cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính của bản thân mình. Số gặp được quý nhân, công việc được thuận lợi, cầu tài, xuất hành đều tốt nữa bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, sức khỏe suy giảm nếu không biết chăm sóc bản thân. Tử vi tuổi bính thân, thuộc hỏa, nên dùng tiền bạc đúng cách. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, tiền bạc kiếm được khá thuận lợi. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc, nguồn thu nhập dồi dào, bền vững, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, cần học cách để quản lý về tài chính. Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên tiền bạc là thứ mà với bạn tuổi dậu không cần phải lo lắng trong ngày hôm nay. Bạn mệnh sẽ được trao cho những cơ hội hiếm có trong ngày hôm nay để kiếm tiền nữa đâu bạn tuổi dậu nhé. Và với bạn tuổi dậu dù biết được việc kiếm tiền có khó khăn nhưng với bạn có được sự lanh lợi và linh hoạt rất đáng ngưỡng mộ. Bạn có thể tìm thấy được cơ hội khi mà chưa ai biết đến, nhận thấy được cái nguồn lợi nhuận khổng lồ chỉ bằng cách đánh hơi mà thôi nữa bạn tuổi dậu nhé. và trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp được ngày có kim khí vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi dậu càng khẳng định được vận may về tài lộc cho mình trong ngày và bạn hãy học cách quản lý về tài chính thật tốt để tránh tình trạng mua sắm quá đà tiêu hoang phí không cần thiết bạn tuổi dậu nhé với bạn tuổi dậu trong ngày này đang có nhiều tín hiệu tốt về tài lộc đi xa có người giúp đỡ, ký kết hợp đồng, mở kho, giao dịch đều rất chi là tốt bà tuổi giàu nhé. Về tử vi tuổi ất giàu, thuộc thủy, tiền bạc luôn là thứ có sẵn, tử vi tuổi đinh giàu, thuộc hỏa, dễ dàng kiếm tiền, nhờ sự nhạy biến, tử vi tuổi kỷ giàu, thuộc thổ, kinh doanh thuận lợi, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, tử vi tuổi tân giàu, thuộc mộc, biết cách điều khiển tiền bạc sinh sôi, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim có nhiều may mắn về tiền bạc. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tuất đang gặp ngày Tuất Dậu tương hại, cái điều này khiến cho bà tuổi Tuất khá thất vọng với cách cư xử của người ấy khi có vấn đề nảy sinh và bà tuổi Tuất bạn không thể bắt kịp được những suy nghĩ của đối phương bởi chính bạn cũng cảm thấy ngỡ ngàng nữa nhé. Có những chuyện dễ dàng giải quyết nếu chúng ta trung thực và chọn cách đối mặt với nó và với bạn tuổi tuất bạn không ngại phải chịu trách nhiệm nhưng tiếc là đối phương từ chối cho bạn có được cái cơ hội ấy nữa. Với bạn tuổi tuất, cái mối quan hệ tình cảm của bạn trở nên tồi tệ hơn bạn tuổi Tuất, bạn đánh mất đi nguồn năng lượng trong mình bởi bạn không còn đủ lòng tin, cảm thấy như là chơ vơ lạc lõng, chỉ có một mình mà thôi nữa đối với bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tình cảm chưa thực sự bền vững, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, có nhiều ngăn cách giữa hai người, tử vi tuổi mậu Tuất thuộc mộc, cần phải bình tĩnh để không mắc sai lầm, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim nên học cách lắng nghe và tâm sự chia sẻ của nửa kia tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy gặp mâu thuẫn trong tình cảm về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi sẽ là người may mắn khi tìm được tình yêu khi chính bạn cũng không thể tin được vào điều đó tình cảm phát triển nhanh chóng, tốc độ có phần khiến cho người khác cảm thấy hoảng hồn nữa đối bạn tuổi hợi nhé. Và với bà tuổi hợi trong ngày này, bạn cũng đang gặp được ngày có kim dưỡng cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi hợi không cần phải tỏa vẻ quá nhiều, hãy cứ là chính mình và tình yêu sẽ tới với bạn. Bạn có thể không mất thời gian vào trò đùa đưa tán tỉnh vô nghĩa và bạn cũng đừng quá bận tâm nữa nhé. Với bạn tuổi hợi, có những hy vọng vào tình yêu, bạn hãy tin theo cảm xúc của mình, lắng nghe điều trái tim mình đang mách bảo, tình yêu có lối đi riêng của mình, bạn không cần phải quá gượng ép bản thân mình nữa đâu đó bạn tuổi hợi nhé và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa họ, nên học cách lắng nghe tình cảm của mình. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tình yêu không phải lúc nào cũng cần nói thành lời. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc, bạn có những nỗi lo lắng ở trong lòng. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, đừng bỏ qua nếu như bạn thấy mình đang đứng trước tình yêu. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, hãy tin vào trực giác của bản thân mình. Vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.